Hi, xin chào các bạn nha. Hôm nay mình quay cho các bạn xem chiếc máy cắt lúa nữa nè các bạn. Mấy anh này anh cũng gom lại. Nói chung ra cái mùa cắt lúa của mùa này thì nói chung ra chuột nó dữ lắm nha các bạn. Mấy anh em cùng gom theo để bắt chuột. Chiếc này chắc chiếc Kubota nữa các bạn ơi. Cánh đồng này lúa nó rất là thấp nha các bạn, bởi vì mình thấy bao lúa nó rất là ít luôn nè. Mấy anh em nó bắt chuột bắt trời bắt đất luôn. Bên đó một chiếc nữa nha các bạn. Bên đó một chiếc 70 nữa các bạn ơi. Cánh đồng này máy toàn là 70 thôi nha các bạn. Rồi trời, con làng này được mấy con rồi. Đây máy kéo lúa các bạn ơi.
còn dòng này nữa hết đấy bạn, trời ơi tôi chụp được rồi đó, được được, ừ dính là gì rồi, dính là hành lên dính nè đó, bỏ vô gọng chuột lung tung trong đó trơn kìa. Rồi đã hết rồi các bạn ơi. Rồi chắc nó qua cái miếng lúa bên đó, nó hỗ trợ của cho cái miếng hỗ trợ cái máy bên này các bạn. Đây. Chắc nó hỗ trợ cái máy này quá. Đúng rồi. Chắc có thể là nó qua nó hỗ trợ cái máy này. Chiếc đó nó chạy xuống cái nữa là xong ngay đó. Còn đây nè, cái anh này anh còn ghề theo sau này anh bắt nè đó, nó còn mấy con chuột mà nó còn nín lại theo mấy cái mà bó gươm á.
còn bu theo sao để chụp chuột các bạn. Kiếm mấy chuột rồi coi chụp kìa. Thôi mình xin kết thúc video các bạn ơi, hẹn các bạn video tiếp theo ha. Rồi chuột người chùm chùm, người mang bao, người mang giọng, người coi nè chuột lên con chân đó.